Lễ tưởng niệm nghệ sĩ Diệp Lan yêu cầu không YouTuber, TikToker. Lễ tang nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tại chùa Vinh Quang, San Marcos, Mỹ. Tại Việt Nam, các nghệ sĩ tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Buổi lễ diễn ra tại chùa Tường Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 3. Ban tổ chức lễ tưởng niệm gồm đạo diễn Xuân Phước, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Để buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thông báo của ban tổ chức nêu rõ yêu cầu không YouTuber, TikToker, livestream Facebook và quay phim chụp hình. Yêu cầu diễn ra trong bối cảnh đội ngũ streamer gây náo loạn đám tang một số nghệ sĩ Việt thời gian gần đây. Trong lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh, gia đình đã bày tỏ sự bức xúc khi một số streamer quay hình bất chấp, thậm chí cố tìm cách quay thi hài ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng lúc vừa qua đời. Đội ngũ streamer cũng tung nhiều tin giả trên nền tảng mạng xã hội và giẫm đạp lên nhiều mộ phần ở nghĩa trang để quay hình trong lễ hạ huyệt nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài yêu cầu trên, ban tổ chức lễ tưởng niệm nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan cũng thông báo không nhận vòng hoa, trái cây, nhang đèn và tịnh tài. Đạo diễn Xuân Phước cho biết, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan ra đi mang theo niềm tiếc nuối chưa kịp về lại cố hương. Ông là bậc thầy về kép độc, khuôn mẫu của kép lão, tài năng về ca diễn của nghệ sĩ đi cùng kỷ luật sân khấu, đạo đức làm nghề không dễ gì có được. Lễ tưởng niệm nghệ sĩ Diệp Lan tại thành phố Hồ Chí Minh để anh chị em làm nghề, những người gắn bó một phần ký ức kỷ niệm về ông, khán giả thân thương đến thắp một nén hương tiễn biệt. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời lúc 6 giờ ngày 11 tháng 3, 22 giờ theo giờ Việt Nam, tại bang California, Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi. Sau cơn đau tim, nghệ sĩ cải lương ra đi trong vòng tay người thân. Thông tin ông qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.